Trai Phủ Núi xin chào các bác. Hôm nay Trai Phủ Núi có thời gian rảnh, Trai Phủ Núi lại lên rừng xem cây hồi mà Trai Phủ Núi trồng gần 3 năm rồi. Xem cây hồi phát triển thế nào nhá. Mời các bác theo chân Trai Phủ Núi. Đây, Trai Phủ Núi chuyển cam sau cho các bác cùng xem này. Đây, đằng trước mặt của các bác đây là cây hồi gần 3 năm các bạn. Trai Phủ Núi cũng chăm sóc chưa được. Đấy lắm. Có năm thì bón phân, có năm không bón phân. Được cái đất tền nó tương đối tốt các bạn. Cây này vừa bật chồi. Cây này chưa có dấu hiệu ra hoa đâu các bác nhá. Mời các bác đi tiếp. Ui, có dây leo. Dây leo này. Chưa ra hoa đâu các bạn. Cái dây kia kìa. Dây kia cũng chưa có dấu hiệu gì các bạn. Đây như này, trước này như này. Cây này chắc là cây này to nhất trong những cây. Mọc cao quá. Đa số cây nào cũng cái cao. Đến năm nay Trai Phủ Núi gần mới phát gần sạch các bạn. Mấy năm trước rồi sợ khô quá, đổi cao nữa. Cây này cũng phát triển đấy. Năm nay cho một lần phân. Dây leo nhiều lắm. Chưa ra hoa được đâu các bác ạ. Cây còn non lắm. Cây trước một ngọn lên này, giờ chắc bị dây leo gì bị vòng xuống rồi. Dây leo rất là nhiều luôn. Cây trong kia kìa. Ồ, cái chỗ này chắc phải phát lại các bạn. Cây lên cao quá. Những cây này chắc hơn 2 mét rồi. Trước đây có hoa. Đây à. Vẫn đang phát triển chồi thôi. Xem thế này thì ghép tạo tán và cạnh phát triển không đấy, cành ghép và cạnh này. Trai Phủ Núi thấy cái chỗ này nó thưa quá, thưa cành quá, Trai Phủ Núi ghép hai cành vào đi các bạn. Hai cành này lại phát triển đấy. Cái tán nó hơi cao. Có cây cao hơn đầu người rồi, cây này thì vẫn thấp tẹt các bác ạ. Vì đợt trước trồng ở đây nó, cây này hơi quang. Quang hơn những cây trên kia, nên là phát triển bị
chậm đi các bạn, khô. Bị chậm đi giờ mới phát triển này. Cũng gần 3 năm như nhau nhá, nhưng có cây hơn đầu người rồi. Như cây này này. Cây này thì khủng khiếp rồi. Cũng tương đối mạnh rồi. So sánh này một chơi một vực luôn. Cây này được ở trong bóng râm một lúc trồng xuống ấy. Trong bóng râm. Cây giấy kia suýt bị chết mấy lần đấy, cho chú núi phải vác nước lên để tưới các bạn, may còn cứu được. Cây này thì phát triển cũng tương đối mạnh, nhưng mà có sâu gì ăn cái ngọn giờ mới bắt đầu mọc lại này. Chai phù núi cũng không phun được ấy. Giờ mới bắt đầu mọc lại các bác nhé. Cây sum xuê nhìn cũng khá là đẹp. Ui giời, cây này, cây này mọc cao lên. Đầu năm vừa rồi thì trai phụ núi cắt cái chồi ngọn không cho nó phát triển lên rồi nhá. Nên là nó mới tỏa cái tán ở đây đấy. Không thì còn mọc cao nữa các bạn. À, bên cạnh trai phụ núi có ghép hay hay cành vào đi, nhưng mà có vẻ phát triển không được mạnh như cây vừa nãy. Để tạo cành cho nó, mình trèo rễ. Đây, xuống dưới này cho các bác xem hai cây hồi ghép tàu. Trước trai phụ núi mua cây này, cây 100.000 đấy các bác ạ. Lúc đấy lại đắt. Lúc đấy bị 2019 gì đấy, lúc đấy là Covid, Covid gì bị cấm. Nên là cái giá hồi ghép của bên tàu rất là cao luôn. Cũng được gần 2 năm rồi các bạn. Giờ mới bắt đầu mọc một tí này, có vẻ không ăn thua lắm so với hồi hạt của bên mình. Tuy nhiên thì bên tàu họ chăm sóc thì khiếp rồi. Về mình lấy ra môi trường này, ra ngoài thì nó phát triển chậm lại. Bên tàu họ kích rễ các kiểu khiếp lắm. Đây, cái này phát triển khá ok này. Cũng chưa thấy có dấu hiệu có hoa đâu các bác nhé. Cây này thì vừa rồi bị cây đổ xuống gãy, giờ mọc cái cành non non này này. Đa số cành non hết các bác nhá. Đấy, cành non hết. Và trong những ngày trời nắng, trai phụ núi dùng cái chai này từ tưới nhỏ giọt cho nó này. Đây này, chai tưới nhỏ giọt cho cái hồi này các bác nhá. Cây 100.000 ấy, mua 5 cây. Giờ còn 3 cây thôi các bác nhé. Giờ còn 3 cây thôi. Không biết là có đúng cái hồi cao sản của bên tàu không. Đây còn một cây này. Cây này trồng, trước trồng hơi quang nên là nó phát triển kém hơn hai cây kia các bác ạ. Nhìn thấy bị lóa không? Trời nắng. Đây này, xuống đây xem mấy cái hồi hạt trồng sau nhá. Trồng sau cái hồi ghép trên này mà phát triển còn mạnh hơn các bạn. Cây này hơn 1 năm chứ mấy. Cây này 1 năm của trai phụ núi thì thấy tương đối to rồi, nhưng mà một số bác thì chăm sóc được thì cây này còn quá là nhỏ.
Một số bác chăm 3 tháng cây này thì phát triển nó bằng cây này gần 2 năm của trái phù núi rồi đấy. Cây này cao hơn mét rồi. Có bác chăm sóc không cho cây chồi nghỉ luôn. Cành vừa kịp già lại nảy chồi luôn các bác. Chăm khiếp đấy các bạn. Mùa này cỏ mọc khiếp quá các bác. Trái phù núi cũng chỉ làm khoảng 1.000 gốc hồi thôi. Chả phải làm nhiều các bạn, làm nhiều trèo không hết đâu. 1.000 gốc đấy trèo không hết thôi. Nếu mà đã chọn giống cây nào cũng sai thì trèo nào được hết. Mỗi cây trèo một ngày thì phải thuê người mất các bạn, phải thuê người mới làm được, làm nổi hay không. Không làm được đâu các bác nha. Nhưng mà đã xác định làm nhiều thì phải tính đến phương án là thuê người rồi các bác. Xe phù núi đi thì gặp một cây nấm linh chi này. Lấy luôn. Đây các bác. Ồ cây này qua rồi đấy các bác. Nó bị mốc rồi này. Thôi chắc là bỏ đi. Có mấy cây trồng ở trong bụi rậm mà không phát triển luôn. Trái phù núi lên trên này này. Có mấy cây trên này nữa. Thôi, video của trái phù núi đến đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Các bác xem video thì like. Và bác nào chưa đăng ký kênh ủng hộ trái phù núi nhá. Dây leo nhiều quá các bác ạ. Rồi và dành thời gian đi cắt dây leo đó.